Bê lớn, nhân sinh quan Phật giáo. Nghiên cứu sâu các pháp môn tu của Đạo Phật, có 84.000 pháp môn, tương ứng 84.000 tâm thức của chúng sinh. Dù là Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, v.v., ta nhận thấy Đức Phật đã vận dụng phương pháp mà khoa học hiện nay gọi là tối ưu hóa, vận trù học trong các pháp môn của mình, ứng dụng được cho bất cứ hoàn cảnh nào và bất cứ các cá nhân hoặc tập thể nào khác. Chúng ta có thể xem lại đoạn văn trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền Bồ Tát đã tuyên thuyết: Chư Phật tử nên biết rằng, thế giới hải có thế giới hải vi trần số kiếp trụ, hoặc A Tân Kỳ kiếp trụ, hoặc có vô lượng kiếp trụ, hoặc có vô biên kiếp trụ, hoặc có vô đẳng kiếp trụ, hoặc có bất khả số kiếp trụ, hoặc có bất khả xưng kiếp trụ, hoặc có bất khả tư kiếp trụ, hoặc có bất khả lượng kiếp trụ, hoặc có bất thuyết kiếp trụ, có vi trần số kiếp trụ như vậy. Trang 323, Phật giáo trong thời đại khoa học, Trần Trung Ngọc, Phật học cơ bản, nhà xuất bản Tôn Giáo. Với cách trình bày trên, Ngài đã cho ta thấy sự vô tận của vũ trụ. Vi trần theo số kinh văn đã trình bày là lấy một hạt cát sông Hằng chia nhỏ như toàn bộ số cát trên sông Hằng hiện có, và lấy hộp cát đã được chia lại chia nhỏ như toàn bộ số cát sông Hằng lần hai, cứ thế tiếp tục, gọi là vi trần. Với phương pháp sư phạm trực quan sinh động như vậy, Đức Phật quả là nhà sư phạm tiêu biểu. Và nếu chia như vậy, vi trần có thể đã tiến đến đơn vị theo cách diễn đạt ngày nay là nguyên tử, thậm chí là điện tử hoặc các hạt đã được phát hiện. Thế giới hạ chúng ta có thể hiểu là mô hình vũ trụ quan đã nêu trên. Trụ là giai đoạn kế sau giai đoạn hình thành của quy luật thành trụ hoại không của vạn sự vạn vật. Kiếp khoảng thời gian của giai đoạn thành trụ hoại không, A Tăng Kỳ, là con số vô cùng lớn, vô lượng, không hạn về số lượng, vô biên là không hạn chế về không gian, vô đẳng là không bằng hoặc không giống nhau, bất khả sổ là không thể đếm được hết, bất khả xưng là không thể nêu hết được, bất khả tư không thể nghĩ nhớ hết được. Dĩ nhiên, bằng trí óc thông thường của chúng ta, bất khả lượng không thể tính toán được, bất khả thuyết là không thể nói ra hết được. Theo Kinh Phật, lạc xoa 100.000 bằng 105, câu chi 10 triệu bằng 107, A-du-gia 100.000 tỷ bằng 1014, Na-yô-tha 10 tỷ 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 bằng 1028, Tần Bà La bằng 1056, và cứ tiếp tục như vậy là 123 lần theo cách tính của các nhà khoa học. Nếu chỉ lấy 9 con số lẻ, A Tăng Kỳ khoảng bằng 107.098 tỷ 843.361 nhân 10 lũy thừa 3, nghĩa là con số tiếp theo bởi hơn 7.000 tỷ 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 con số 0 ở sau. Trong khi con số các nhà khoa học hiện đại có lẽ chỉ dùng khoảng 40 số lẻ ở sau. Trang 325-326, Phật giáo trong thời đại khoa học, Trần Trung Ngọc, Phật học căn bản, nhà xuất bản Tôn Giáo. Và Ngài đã giải thích, hoặc chỉ có một kiếp hoặc vô số, bởi những tâm nguyện đều chẳng đồng, đã có nhiều thế giới hải tương thích với nó xuất hiện. Với vũ trụ quan đã trình bày, con người có nhiều lộ trình để tiếp tục đi sau khi chết, là con người dù tâm thức cực ác, ai cũng mong muốn đến những điều tốt đẹp đến với mình. Căn cứ đến bản đồ vũ trụ quan, ta nhận ra rằng nhân loại nằm trong cõi dục giới, thiên Atula, nhân súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Theo Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã chỉ khái quát quá trình phát triển tâm thức của chúng sinh như sau. Tưởng có thể hiểu là lý tưởng và quá trình vô ngã, là mục tiêu cao nhất của lý tưởng con người. Tình có thể hiểu là chấp ngã hay ái dục của mỗi cá nhân. Một, thuần là tưởng bay lên sinh vào cõi trời. Nếu tâm gồm có phúc đức trí tuệ cùng với tịnh nguyện, tự nhiên tâm khai ngộ, thấy tất cả tịnh độ, thập phương chư Phật, theo nguyện vãng sanh, chư thiên cõi tịnh độ. Hai, tình ít tưởng nhiều, cất lên không xa làm phi tiên, đại lực quỷ vương, phi hành giả xoa,
địa hành la sát đi khắp bốn cõi trời, không bị ngăn lại nếu nguyện tâm tốt, hộ trì Phật Pháp, hộ trì cấm giới, theo người trì giới, hộ trì thần chú, hộ trì thiền định, giữ yên pháp nhẫn, thì những hạng đó chính mình được ở dưới pháp tọa Như Lai, Atula. 3. Tình và tưởng cân nhau, không bay lên không đọa xuống, thì sinh ở nơi nhân gian, tưởng sáng suốt nên thông minh, tình u ám nên ngu độn. 4. Tình nhiều tưởng ít, đi vào các loại hoàn sinh, nặng làm giống có lông, nhị làm giống có cánh, xuất sinh. 5. Bảy phần tình, ba phần tưởng, chìm xuống dưới thủy luân, sinh nơi mê hỏa luân, chịu khí phần của lửa hồng. Thân làm ngạ quỷ, thường bị đốt cháy, vì nước có thể hại mình, nên trải trăm nghìn kiếp không ăn, không uống, ngạ quỷ. 6. Chín phần tình, một phần tưởng, xuống thấu qua hỏa luân, và giữa giao với phong luân và hỏa luân, nhẹ thì sinh vào hữu gián, nặng thì sinh vào vô gián, địa ngục. 7. Thuần là tình, chìm sâu vào ngục A Tỳ, nếu trong tâm chìm sâu đó lại có hủy bán đại thừa, phá cấm giới luật của Phật, lừa dối Pháp để tham cầu tín thí, lạm nhận cung kính hoặc phạm ngũ nghịch thập trọng thì lại còn sinh vào địa ngục A Tỳ thập phương. Ở ngục A Tỳ này, nếu thiên hà sụp đổ, lại có thiên hà khác thành lập và một A Tỳ khác dành chỗ cho các chúng sinh này, cho đến khi hết nghiệp tái sinh lại cõi giới khác, để đạt các cõi giới tốt đẹp mà theo cấu trúc của vũ trụ đã trình bày. Thông thường, nhà Phật có các đạo lộ sau. 1. Cõi nhân, chúng sinh thọ tam quy, Phật Pháp Tăng, trì ngũ giới, sát, đạo, vong, dâm, nghiệp ngập. Sẽ tái sinh cõi người, dĩ nhiên còn nhiều nhân khác quyết định từ hình dạng, thân, khẩu, ý, hoặc tốt hoặc xấu, bao gồm thân, đẹp, xấu, khẩu, tiếng nói dịu dàng, thanh tao, sư tử hống hoặc phạm ân, ý có thể thông minh hoặc ngu dốt, và còn những nhân quả khác quyết định nơi chốn sinh ra, từ gia đình giàu nghèo, đô thị hay thôn quê, rừng núi, từ dân tộc cho đến quốc gia, và từ trái đất, thậm chí ngân hà hoặc thiên hà nếu hiểu theo nghĩa bao quát. 2. Cõi Atula, những chúng sinh đã tạo ít nhiều công đức, bố thí, cứu người, chẩn tế, vân vân, nhưng vẫn còn ít nhiều sân hận thì sau khi thác sẽ tái sinh vào cõi này. Có lẽ các vị thần thuộc cõi này. 3. Cõi Thiên, 10 điều thiện, những chúng sinh tu thập thiện sẽ tái sinh vào cõi này. Cần nhấn mạnh các vị Thánh, Bồ Tát cũng lấy thập thiện làm căn bản tu tập của mình. Theo kinh thập thiện gồm có các đề mục sau. Những gì là 10 là hằng lìa sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, vọng ngữ, hay hai lưỡi, ác khẩu, ý ngữ, tham dục, sân khuế và tà kiến. Trang 48 Kinh Thập Thiện trong Phật Tổ Ngũ Kinh, Hòa Thượng Thích Hoàng Quang, nhà xuất bản, thành phố Hồ Chí Minh. Có một cách trình bày khác về thiện ác. 1. Thân có ba không sát, giết hại chúng sinh, đạo trộm cắp, dâm tà dâm là thiện, ngược lại là ác. 2. Khẩu có bốn, không vọng ngữ, nói dối, hai lưỡi, đâm thọc, ác khẩu, nói với ý định hại não chúng sinh, ý ngữ, nói thêu dệt nhằm mục đích hại người lợi mình. 3. Ý cũng có ba không tham, ái dục, sân, nóng giận và si, tà kiến. Chết là hết, không lo tu, mong có vị thần toàn năng cứu rỗi là thiện, ngược lại là ác. Trang 164 Tứ Thập Nhị Chương Kinh trong Phật Tổ Ngũ Kinh, Hòa Thượng Thích Hoàng Quang, nhà xuất bản, thành phố Hồ Chí Minh. 4. Cõi Thánh, A-La-Hán, Thanh Văn Thừa trước đây còn gọi là Tiểu Thừa, nghĩa là cổ xe nhỏ. Những chúng sinh đi theo lộ trình này, mấy mục tiêu giác ngộ bản thân là chủ yếu. Có bốn quả vị là nhập lưu, dự lưu, nghịch lưu, hay còn gọi thất lai, nghĩa là tái sinh 7 lần nữa, tu đà hoàng, nhất lai tái sinh 1 lần nữa, tư đà hàm, bất hoàng, ana hàm, không tái sinh thiết lập ở chỗ cõi trời cao nhất, cõi 19 của sắc giới để tu luyện A-la-hán, vô sanh, sát tặc, ứng cúng,
là những vị có thể phi hành biến hóa, mạng sống lâu dài, an trụ ở đời động cả trời đất. Trang 143 tứ thập nhị chương trong kinh Phật Tổ Ngũ Kinh, Hòa Thượng Thích Hòa Quang, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. Nền tảng căn bản đạo này lấy từ tứ diệu đế khổ tập diệt đạo, mà các nhà nghiên cứu phương Tây thường gọi là tứ thánh đế, làm đề mục căn bản. Pháp môn tu tổng quát gồm 37, được gọi là 37 phẩm trợ đạo Bồ Đề. Trong đó bát chánh đạo và ngũ lực chiếm vị trí quan trọng. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, trong buổi thuyết giảng tại trường Đại học Hawa tháng 8 năm 1981, có khoảng 17 đến 18 cõi dành cho đạo lộ này. 37 phẩm trợ đạo Bồ Đề chia làm 7 món. 1. Tứ niệm xứ. Nghĩ bốn đối tượng quan trọng: thân, thọ, tâm, pháp. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. 2. Tứ chánh cần. Điều ác đã sanh, cần trừ dứt. Điều ác chưa sanh, đừng cho sanh. Điều thiện chưa sanh, cho sanh ra. Điều thiện đã sanh rồi, làm cho lớn lên. 3. Tứ như ý túc, gồm bốn phép thần thông do đại định sinh ra: niệm, hỷ nhớ, dục, ưa muốn, tấn là tinh tấn, huệ, trí huệ. 4. Thất giác chi, 7 món giác ngộ. A. Trạch pháp, lựa chọn pháp, tinh tấn là siêng năng. C. Hỷ, vui mừng. D. Khinh an, nhẹ nhàng, an tĩnh. E. Niệm, nhớ, nghĩ. F. Định, thiền định. G. Hành, xả, lòng tu hành, bình đẳng, không vướng mắc. 5. Ngũ căn gồm có tín, tấn, niệm, định, huệ. 6. Ngũ lực, tức là ngũ căn, nhưng đứng về phía phương diện tu hành đối trị. 7. Bát chánh đạo, 8 con đường chân chánh, cũng là gọi bát thánh đạo. A. Chánh kiến, cái thấy chân chánh. B. Chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh. C. Chánh ngữ, lời nói chân chánh. D. Chánh nghiệp, hành vi chân chánh. E. Chánh mệnh, sinh hoạt chân chánh. F. Chánh tinh tấn, siêng năng, việc tốt. G. Chánh niệm, nghĩ nhớ chân chánh. H. Chánh định, thiền định chân chánh. 5. Cõi Bồ Tát, độc giác, duyên giác, bích chi Phật. Duyên giác ra đời gặp Phật dạy, quán 12 nhân duyên mà được ngộ đạo. Những chúng sinh tu theo đạo lộ này lấy mục đích tự giác giác tha, nghĩa là tu tập đại giác ngộ và phát đại nguyện cứu giúp chúng sinh. Pháp môn tu thường được gọi là thập nhị nhân duyên, gồm có 1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Lục nhập, 6. Xúc, 7. Thọ, 8. Ái, 9. Thủ, 10. Hữu, 11. Sanh, 12. Lão tử. Nghiên cứu sâu xa hơn, những chúng sinh tu hành Bồ Tát Đạo còn lấy 6 pháp Ba La Mật Đa làm tôn chỉ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Theo Kinh Lăng Nghiêm, các vị này lần lượt tu đạt 55 quả vị sau: 1. Càn tuệ địa, không quán thành tựu A-la-hán, căn bản trí xuất hiện nhưng chưa viên mãn. 2. Thập tín, tín tâm trụ, niệm tâm trụ, tinh tiến tâm, tuệ tâm trụ, định tâm trụ, bất thối tâm, hộ pháp tâm, hồi hướng tâm, giới âm trụ, nguyện tâm trụ. 3. Thập trụ, pháp tâm trụ, trị địa trụ, tu hành trụ, tu hành trụ, sinh quý trụ, cụ túc trụ, chính tâm trụ, bất thối trụ, đồng chân trụ, pháp vương tự trụ, quán đỉnh trụ. 4. Thập hạnh, hoan hỷ hạnh, nhiêu ích hạnh, vô sân hận hạnh, vô tận hạnh, ly si loạn hạnh, thiện hiện hạnh, vô trước hạnh, tôn trọng hạnh, thiện pháp hạnh, chân thật hạnh. 5. Thập hồi hướng, cứu hộ nhất thiết chúng sinh, ly chúng sinh, tướng hồi hướng, bất hoại hồi hướng, đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, chí nhất thiết xứ hồi hướng, vô tận công đức tạng hồi hướng, tùy thuận thiện căn hồi hướng, tùy thuận đẳng quán nhất chúng sinh hồi hướng, chân như tướng hồi hướng,
vô phược giải thoát hồi hướng, pháp giới vô lượng hồi hướng. 6. Tứ gia hạnh, nạn địa, đỉnh địa, nhẫn địa, thế hệ đệ nhất địa. 10. Thập địa, sơ địa, hoan hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa. 11. Đẳng giác, đồng giác tính bình đẳng với Như Lai. 12. Diệu giác, thành đạo vô thượng. Độc giác, ra đời không gặp Phật, hoặc quán 12 nhân duyên, hoặc quán hoa rơi lá rụng mà tự ngộ đạo. Thanh văn thừa, Bồ Tát thừa và độc giác. Với người xuất gia chỉ có tam thừa, thanh văn, độc giác và Bồ Tát. Tại sao cùng với một tâm đó mà chúng sinh có quá nhiều hình trạng và thế giới khác nhau như vậy? Theo quan điểm nhà Phật, điểm linh quan theo cách nói của Mật Tông hay Phật tánh hoặc tâm thức bắt đầu chấp ngã mà Kinh Viên Giác gọi là vô minh, thì với tâm thức đó không gian được thành lập và tâm hay thức phàm tình xuất hiện. Một khi đã chấp ngã thì theo Kinh Kim Cang sẽ chấp nhận, chấp chúng sinh và chấp thọ mạng. Từ đó thế giới hải cũng thành lập. Kinh Viên Giác xác định rất rõ, chấp ngã chính là vô minh, và chấp ngã nghĩa là nhận thân tứ đại và tâm đang suy nghĩ, tâm phàm tình chính là mình. Kinh Viên Giác giảng giải trang 22-23, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Nhà xuất bản Tôn Giáo. Từ chấp ngã thì tất nhiên đối cảnh sinh tình, cái gì hợp thì yêu thích, ngược lại thì ghét bỏ. Và đối tượng của chấp ngã chính là người và mọi người, chúng sinh. Và còn chấp thọ mạng, thời gian, nghĩa là phải có khởi đầu và có kết thúc. Từ đó con người đến một lúc nào đó tuyệt vọng, như trong tác phẩm Hiệp Khách Hành, ta là ai, ta từ đâu tới và sẽ đi về đâu, của Kim Dung Tiên Sinh, cũng là câu hỏi trăn trở ngàn đời của nhân loại. Tâm viên ý mã, điều này khoa học và đạo Phật đồng quy tại một điểm. Tư tưởng của chúng ta luôn biến động liên tục, nó làm chúng ta tiêu ma hết năng lượng. Có thể nói kết cấu suy tư của chúng ta là âm thanh và hình tượng. Ai sử dụng ngôn ngữ nào thì cũng có suy nghĩ theo âm thanh ngôn ngữ đó. Các hình ảnh của quá khứ, hiện tại và vị lai tiếp tục xuất hiện trong bộ óc của chúng ta. Ai chấp ngã càng nặng thì khi lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý tiếp xúc sáu trần sắc thinh hương vị xúc và pháp, thì hỷ nộ ái ố bi ai sầu cụ, thể hiện tình cảm của con người cũng xuất hiện. Từ đó thông qua khẩu và thân chúng ta tạo nghiệp, tiếng Phạn gọi là karma. Nó là nguyên nhân lôi kéo chúng sinh vào sinh tử luân hồi. Ngành tâm lý học chúng ta thường phân ra lý trí, tình cảm và ý chí. Và phân tâm học còn nghiên cứu thêm về tiềm thức. Và phân tâm học còn nghiên cứu thêm về tiềm thức, vô thức. Trong Đạo Phật có ngành duy thức học, tương truyền Đức Phật Vị Lai là Đức Di Lặc. Và duy thức học sẽ là pháp môn chủ yếu của Ngài. Như tên gọi pháp môn này chú trọng về tâm, theo duy thức tam thập tụng của Ngài Thế Thân. Thì tâm có thức A Lại Gia, tàng thức, tương đương tiềm thức hay vô thức. Theo nhà Phật, thức này chưa đủ các việc thiện, ác và vô ký, không thiện không ác của chúng sinh từ vô thỉ. Mạt na thức tương đương tình cảm, ý chí, ý thức tương đương lý trí. Ngoài ra còn có các thức khác là nhãn thức, do mắt tiếp xúc đối tượng sinh ý thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, tổng cộng là bát thức. Nhà Phật xác định tuy nhiều thức như vậy nhưng cùng một tâm sinh ra, chia ra như vậy tùy vào công năng của chúng. Theo nhà Phật, khi tâm càng lúc càng định thì trí huệ, từ bi và năng lực thần thông càng phát triển để đạt điều đó. Nghiên cứu sâu vào các pháp môn chủ yếu hiện nay, Tịnh Độ Tông, Trì Kinh là chủ yếu, Thiền Tông, Thiền Định là chủ yếu, Mật Tông, Thiền Trì Chú. Ta nhận thấy các bậc thầy đã áp dụng quy luật phản xạ có điều kiện cho chúng sinh tu tập, thì từ miệng tụng kinh, tai nghe thân thức liễm, thiền thì chỉ cột tư tưởng vào đề tài,
và quán luôn quán sát đối tượng. Chẳng hạn quán thân bất tịnh, mật tông, thiền tay bắt ấn, miệng trì chú, cho đến khi tâm đã trở thành phản xạ vô điều kiện, hay nói cách khác, tâm tự nhiên, và trải qua các trạng thái tâm của sắc giới: ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc, ly hỷ sinh diệu lạc, và xả niệm thanh tịnh địa. Từ đó tiến tiếp trạng thái tâm của bốn quả vị thánh, 55 quả vị Bồ Tát, hướng đến tâm viên giác và quả vị Phật. Có người ví von, người tu phải luyện tâm như luyện thân thể hàng ngày, để sức khỏe của thân, tâm ngày càng tráng kiện. Trong nhà Phật còn quan niệm có ba lực: tự lực, tự thân tu luyện, tha lực, sự trợ lực các vị Phật, Bồ Tát, Thánh, và phương tiện lực, năng lực vũ trụ thông qua âm thanh, ấn quyết, các mạng Đà La. Và chúng ta thấy rằng trong tịnh vẫn có mật, thiền và các pháp môn khác cũng tương tự, nghĩa là tổng hợp và trong đó chú trọng tự lực. Các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi, chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình là chiến công anh liệt nhất, và dĩ nhiên Phật Tổ là con người đã chiến thắng được chính mình anh liệt nhất. Cần nói rõ hơn về chú trong nhà Phật. Những ai có kinh nghiệm cuộc đời đều công nhận bùa phép là có thật. Dĩ nhiên chúng ta chỉ chứng kiến dạng bùa phép nhảm nhí. Đạo Phật cấm tu luyện thần thông, mà chú trọng tu đạt trí tuệ, vô ngã, bát nhã, phát triển bồ đề tâm. Còn các năng lực khác sẽ tự nhiên đạt được theo mỗi cảnh giới thực chứng. Quả thật, một người chấp ngã nặng nề mà nắm quyền lực thì khác gì con nít cầm súng đạn. Là Phật tử, ai cũng biết thần chú Đại Bi của Ngài Quán Thế Âm Án Mani Bát Di Hồng được phiên âm từ Hán từ Trung Quốc, mà âm Trung Quốc này lại được phiên âm từ tiếng Phạn Om Mani Padme Hum. Do đó, phát âm qua tiếng Việt hơi sai lệch. Sáu âm này tịnh hóa tất cả sáu phiền não gốc, biểu hiện của vô minh khiến chúng ta làm những ác nghiệp của thân, khẩu và ý, tạo ra luân hồi sinh tử. Trong đó, kiêu mạn, ganh tị, dục vọng, ngu si, thèm khát và giận dữ, nhờ thần chú này mà được chuyển hóa về bản chất thực của chúng. Trí giác của sáu bộ tộc Phật thể hiện trong tâm giác ngộ, tương tự Kinh Lăng Nghiêm. Màu nhiệm thay là âm thanh siêu việt của Quán Thế Âm, đấy là âm thanh tối sơ của vũ trụ, đó là tiếng thì thầm âm ỉ của thủy triều trầm lắng. Tiếng nhiệm màu ấy đem lại giải thoát bình an cho tất cả hữu tình đang kêu cứu trong cơn đau khổ, và đem lại một sự an trú thanh tịnh cho tất cả những ai đang tìm sự thanh tịnh vô biên của Niết Bàn. Tại sao chú lại có hiệu lực như vậy? Theo các đại sư Ấn Độ, tiếng Phạn Sanskrit được các vị có công phu tu tập tạo ra theo hình tượng, các luân xa và âm thanh rung động của nó. Do đó, khi trì chú âm thanh từ miệng và tâm thức sẽ rung theo, khiến các luân xa khai mở tiếp nhận những năng lực mà âm chú đó đem lại, nhằm kết nối tiểu ngã với đại ngã của vũ trụ. Chúng ta cũng nhận thấy tiếng và chữ Trung Quốc chỉ tượng hình và tượng thanh trong bộ óc của chúng ta, và tiếng Latin chỉ tượng thanh kèm theo ý nghĩa. Rõ ràng, chữ Phạn căn cứ trên kết cấu vi tế nhất của con người nên công năng đặc biệt khi sử dụng và làm chủ nó sẽ là điều tất nhiên. Có một quy trình nghiêm ngặt mà người Phật tử khi tu tập dù bất cứ pháp môn nào phải thực hiện qua ba giai đoạn chủ yếu: tu tập hoặc làm phước, hồi hướng và quán không. Điều này trong Tử Thư Tây Tạng, Ngài Longchenpa Rinpoche mô tả trái tim, con mắt và sức sống của sự thực hành chân chính. Và Nisun Kenpo muốn đạt toàn giác, nhiều hơn thế thì dư, mà ít hơn thì thiếu. Phật giáo Việt Nam còn bổ sung thêm phần chú Đại Bi của Ngài Quán Thế Âm trước thời kỳ tu tập nhằm phát triển tâm bi, càng làm phong phú quá trình. Trên bước đường tiến hóa tâm linh của mỗi người phải tự lựa chọn các pháp môn phù hợp căn bản của mình. Trên bước đường tiến hóa tâm linh, mỗi người phải tự lựa chọn các pháp môn phù hợp căn cơ của mình.
Để hiểu điều này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hồi hướng theo kinh Kim Cương, Đại Thừa, Khởi Tín Luận và bài giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Hava. Khi hồi hướng thì 6 đến 7 trên 10 công đức thực hiện được sẽ chuyển hóa đến chúng sinh. Có lẽ đây cũng là quy luật của vũ trụ. Nếu không có quy luật này, chúng sinh sẽ mãi ân ân, oán oán, không thể giải thoát vòng luân hồi sinh tử. Nhà Phật còn phân biệt công đức do tu tập mà có hồi hướng, còn phước đức do bố thí tế bần mà có hướng ngoại. Trong đó chú trọng phần tu tập. Phần này Lục Tổ Huệ Năng đã giải thích rõ trong các phẩm kinh điển Pháp Đàn Bảo Kinh, nổi tiếng với pháp môn Thiền Đông Sơn, chú trọng đốn ngộ với câu nói nổi tiếng Bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tại sao phải quán không? Rõ ràng ai hồi hướng? Ta. Ai nhận hồi hướng? Chúng sinh. Còn chấp ngã là còn luân hồi. Do đó Kinh Lăng Nghiêm vẫn liệt kê Bồ Tát vào ngũ ấm. Dù đại nguyện các ngài vô cùng to lớn, ai độ ai? Ta. Rõ ràng chấp ngã. Dù vi tế vẫn chưa đạt chân lý rốt ráo. Không ở đây không phải là không có gì, mà là tánh không. Theo tinh thần Kinh Bát Nhã, thậm chí những ai tu theo pháp môn cho và nhận, nghĩa là nhận tất cả đau khổ của chúng sinh và cho đi tất cả công và phước đức của mình. Có người còn gọi pháp môn này là pháp môn của Chúa. Ai cho, ai nhận, ta và chúng sinh, vẫn là chấp ngã. Do đó, sau khi tu tập các pháp môn đó, phải hướng đến tiến trình tâm, đến giai đoạn quán không, nhằm phát huy trí tuệ vô ngã. Tạm chấm dứt phần nhân sinh quan tại đây, để chúng ta có thể đi tự định hướng cho mình và cho các ngành khoa học. Dĩ nhiên, có ngành sinh học, nếu không có người quá sốt ruột